còn nghe karaoke không? Nó đã tận minh hôm nay chưa? Nó đem một cái lúa to cho bà, hai ba cái lúa nữa, còn một cái nữa. Mà nó hát nó hát hồi nãy giờ mà mình phải đi lên thành phố để mình tránh ôn nè. Nó nói tiệc tông bỏ trong nhà mà hát, con đấy đem ra trực hiến để cho cả xóm nghe. Đây là Phá Tam Giang vào buổi tối nè, những người con xa xứ có nhận ra chiếc cầu này là chiếc cầu nào không? Đây là cầu Thuận An. Nhân dịp này mình chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, sức khỏe và tiền tài, ước gì có đó ha. Chó rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chó sủa có trời. Dừng lại ở cái chùa chụp mấy cái ảnh thấy đẹp quá, chụp ảnh mà chó sủa có trời. Ông Dustin ông sợ chó đây. Ông Dustin nè. Ông mượn cái phốt của mình ông chụp ảnh mà tao nói chó nó sủa quá trời quá đất. Nó sủa 10-15 phút rồi nó dâng rồi nó sủa tiếp. Ông mê mấy cái đèn này quá à. Đây cái chùa này là chùa ở Phú Vang, Huế. Bye bye mẹ chó nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người du xuân thành phố Huế nha. Đây là đường Nguyễn Sinh Công nè. Lâu lắm rồi mà đi con đường này, và từ con đường Nguyễn Sinh Công chúng ta sẽ qua đường Lê Lợi. Huế thay đổi quá là nhiều mọi người ơi. 5 năm trước mình về thì cũng có thay đổi, mà 5 năm sau mình về lại thì thay đổi càng nhiều hơn. Đây là đi qua đập đá nè. Đập đá này một lần mà Huế mà mưa lụt là cái đập đá này nó lụt ngập luôn, không có đi được luôn. Đó, cạnh cầu Trường Tiền xanh đỏ vàng tím đẹp chứ mọi người ơi. Mình rất là thích Huế. Mình đi đâu mình cũng muốn về Huế thôi à. Tại vì Huế nó yên bình hơn những cái thành phố khác. Đặc biệt là so sánh với Sài Gòn thì Huế nó yên bình hơn nhiều. Đối với một số người thì Huế rất là nhàm chán, nhưng mà đối với mình thì Huế nó có những cái nét gì mà mình rất là thích. Từ đập đá này thì chúng ta bắt đầu đi qua đường Lê Lợi nha mọi người. Đường Lê Lợi này nó thay đổi quá trời là thay đổi. Có những cái thứ mà thật sự mình không biết là nó xây dựng khi nào luôn à, mà đèn đóm quá trời, chắc có lẽ là do gần Tết rồi cho nên người ta thắp đèn rất là nhiều. Thì mình kỳ thị giao thông này mình nghĩ là nó hơi đông đúc hơn là bình thường, tại vì do là sắp tới Tết. Đây là con đường đi bộ nè. Con đường này mình chưa có khám phá nhiều, nhưng mà nói chung là toàn là Tây không à. Mình cũng ở Mỹ cho nên mình cũng chả muốn tiếp xúc với Tây, cho nên mình cũng chả muốn hứng thú về cái con đường đi bộ đó. Ở bên này là khách sạn Hương Giang nè. Bữa nay biết tên là gì nữa không, mà mọi người thấy đó, đèn đóm quá trời, rất là đẹp ha, lung linh quá trời. Mình nghĩ là mình thích Huế hơn là bởi vì mình sinh ra và lớn lên ở Huế. Và nói chung những cái thành tỉnh thành khác thì mỗi tỉnh thành có mỗi cái nét đẹp riêng. Đây là bên đo Toa Khâm gì đó, cũng rất là nhiều khách du lịch. Đây là đường, đây là công viên nè. Mà công viên ở bên tay phải mình không rõ cái tên nó là công viên gì, mà nó gần cầu Trăng Tiền, rất là đẹp. Cái công viên này người ta đi tới, người ta đi bộ để người ta ngắm cầu Trăng Tiền và người ta ngắm sông Hương. Thì mình chưa có dịp ngắm trong cái chuyến đi lần này, sẽ cố gắng. I love Huế, rất là đẹp ha. Để trong cái đường Lê Lợi này là cái đường đẹp nhất của thành phố Huế đây mọi người ơi. Nó sát sông Hương và rất là nhiều khách du lịch đến Huế thì đi bộ theo cái dọc cái đường Lê Lợi này. Thì những cái cảnh này ở bên đó là khách sạn Hotel Sài Gòn Marin gì đó. Thì cái khách sạn này cũng là khá là lâu đời rồi. Người ta trong tủ cũng nhiều những cái đèn đẹp chứ mọi người ơi. Mỗi hình như cách 2 năm là Huế có cái festival Huế và người ta tới chơi cũng rất là đông. Trời ơi, mình người Huế mà mình chưa đi bao giờ mà đi coi những cái show của festival Huế luôn á mọi người ơi. Nói chung đi đông đúc quá, những nơi đông đúc thì mình không có thích.
Cái dịp đi này là do hàng xóm hát karaoke ồn quá, mình đi mình trốn mình đi đây để mình tránh tiếng ồn đấy thôi. Mình chắc có lẽ là mình ăn rồi mình ở nhà mình không có đi đâu hết trơn á. Mà đi được cái chuyện này nói chung cũng rất là vui, tại vì thấy được cảnh Huế về đêm. Bởi vậy người ta nói cuộc sống này phải phải nhìn theo hướng tích cực. Karaoke ồn ào mà đi trốn karaoke mà lại thấy được những cái cảnh đẹp về đêm như thế này thì cũng cũng là vui ha, đâu có gì phải bực bội nhiều đâu. Đó, cái đoạn này thì nó chưa có đông đúc nha mọi người, mà tới cái đoạn mà có hai ông rồng á, Huế rồng năm nay thấy cũng đẹp. Mình thấy trên Facebook, trên mạng xã hội á, các anh chị em, các bạn trẻ đăng hình ảnh rồng lên để mà so sánh rồng tỉnh này với rồng tỉnh kia, thì cũng là một cái gì đó vui vui ha. Có Huế có những cái cổ thụ khá là lớn và cũng khá là đẹp, đặc biệt cái đường lời này cũng có khá là nhiều cái cổ thụ. Qua đây là tới cầu mới nè, gọi là cầu mới rồi nhưng mà nó được xây dựng cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi mình cũng không rõ nữa, nhưng khi nào người Huế cũng gọi là cầu mới hết trơn á. À, mọi người thấy giao thông ở Huế cũng không tệ lắm, mặc dù đây là gần Tết nha. Nhưng mình nghĩ ở Sài Gòn thì đây là cái khung cảnh bình thường ở Sài Gòn, nhưng mà ở Huế là gọi là rất là đông đúc rồi đây. Mình để ý thấy ở Việt Nam á, xe hơi, xe con rất là nhiều, và ngoài xe con thì xe máy cũng rất là nhiều. Mà nói chung là hy vọng sau này đường xá người ta nâng cấp hơn, với có nhiều chỗ đậu xe hơn cho xe hơi. Chứ mà mua xe hơi về mà không có chỗ đậu xe, thật sự nó rất là cứng cãi, rồi đậu tràn lan đại hải nó cũng không có hay lắm. Wow, chỗ này quá trời là xe máy mọi người ơi. Người ta đi du xuân, người ta dẫn con cái đi chơi, đi đi nhìn ông rồng. Mình chỉ đi qua ông rồng được thôi à, chứ còn mình không có vào chụp ảnh được, quá trời là người. Cái đoạn này hình như là gần gần Hai Bà Trưng, trường Hai Bà Trưng và trường Quốc học ha. Thì trong cái đường Lê Lợi này đa phần là công viên à, người ta có rất là nhiều hoa công nhân. Mình phải nói là hoa rất là đẹp, đầu tư rất là công phu. Hoa trong hoa này chắc là nhiều tiền lắm. Bên này có cái nhà có thác nước nhảy lên nhảy xuống này kìa. Vào đây mà chụp ảnh là cũng rất là đẹp ha. Mình chả có áo quần gì mặc đẹp hết trơn á. Đem bên Mỹ về đem có khoảng 3 4 bộ, mà toàn cái đồ mà để mà dùng mà đi du lịch bụi á mọi người, đi đi cày thôi à, không có gì đẹp hết trơn. Để nói lên trời đông ba để mà mua vài bộ áo quần mặc Tết mà không không đi được luôn mọi người ơi. Nói chung mà mẹ mình bận quá, mình nói để đi với mẹ mình lên mà mua vài bộ mà không đi được luôn. Cho nên là đành phải mặc đồ cùi bắp để mình Mỹ về. Đồ cùi bắp áo của mình bên Mỹ cũng có gì nhiều hết trơn á, ngoài mấy bộ mặc đi làm rồi con mấy bộ mình mặc ở nhà, rồi mặc đi thỉnh thoảng đi thăm bố mẹ Mỹ của mình. Nước đẹp chứ ha, mấy đứa trẻ nó thích ghê lắm. Thì ngoài mấy bộ mình đem để mặc thường ngày thì nói chung là mình không có áo quần gì mà đắt đỏ với ấy. Thường thường mình mua toàn đồ của kịch Will, mình mặc đồ second hand á. Con người mình nên nó kỳ như vậy, mình không thích tiêu tốn tiền vào quần áo giày dép sách sách này nọ. Wow, bên này cũng đẹp nè mọi người, mấy cô chú bán những cái bong bóng bay đó cũng cũng đẹp ha. Nhưng mà thật sự những cái thứ đó nó không tốt cho môi trường. Bên này gần tới hai chú rồng của Huế rồi, những cái anh chị nào ở tỉnh khác thì mình sẽ quay cho những anh chị xem rồng của Huế năm nay như thế nào nha. Mình con rồng thì mình cực kỳ thích rồng luôn mọi người ơi. Mình mặc dù mình không phải tuổi rồng nhưng mà mình rất là thích ngắm rồng. Mình thấy rồng rất là uy phong. Mỗi lần mà quay phim tiến hiệp á, của Trung Quốc á, mà thấy có rồng bay là mình rất là mê. Mình thấy con rồng nó rất là bí ẩn ha. À, cái phim cái gì đó, phim gì đó của phim gì đó mà quên rồi. À, bên này cái cây này nó có mấy cái dải đỏ đỏ ấy xuống đẹp chưa. Mình rất là thích quay phim tiên hiệp nha, phim có
các vị tiên bay với làm phép này nó mình rất là mê. Wow, rồng tới rồng rồi, cái khu này của Huế gọi là khu gì đây, ai người Huế nói cho mình biết, mình quên cái tên rồi. Wow, rồng có điện cũng đẹp ha, làm cái này nó công phu lắm đây, như rồng một số tỉnh khác nữa rất đẹp nữa. Nếu mà đi được các tỉnh mà ngắm được các chú rồng được thì tốt quá ha. Và mọi người thấy giao thông ùn tắc thực sự mà phải hít ông bố hít ra khỏi từ những chiếc xe này mình cảm thấy rất là bị bắt, nhưng mà thật sự đi được chuyện này thì mình cũng rất là vui, hy vọng Tết thì đi được thêm một chuyện nữa để chụp ảnh với hai ông rồng này. Nhưng mà cái đó thì mình chưa biết được, con người mình nhiều khi mình lười lên mình không muốn đi đâu hết trơn. Các cô các chú bán hàng rong cũng hy vọng các cô các chú kiếm được nhiều tiền. Thật sự năm nay kinh tế nó khó khăn, những cô chú bán hoa bán mai bán đào thì thấy đập bỏ cũng nhiều, cho nên mình thấy mình đau lòng giùm. Thực sự kiếm tiền được trên cõi đời này nó không phải là dễ dàng mọi người. Quá đẹp ha, người quá trời là đông, mình vào đây mình chén chúc mình chụp ảnh là mình thôi mình chịu rồi. Con người mình kỳ trẻ thì thích đi đây đi đó giao tiếp với cũng hoa đông ghế làm, nhưng mà bữa nay hơn 40 rồi, 44 mấy rồi, cho nên không có thích đi nhiều nữa, không có thích giao thiệp nhiều nữa. Ông Dustin ông về Việt Nam ông đi chơi với ai đó rủ đi, như khi nói rủ vợ đi mình nói thôi đi không, tôi không đi đâu, tôi ăn rồi tôi ở nhà cho khỏe cho rồi. Còn ông thì ông cứ vác xe máy ông chạy đây chạy kia, ông biết nhiều chỗ hơn mình nữa mọi người ơi. Ông chồng mình thật sự cũng người tính cách rất là vui vẻ, lại bữa nay nói tiếng Việt khá hơn nữa, về Huế được khoảng hơn 2 tuần chục là bữa nay từng việc khá hơn rồi, ngày nào mà cũng đi uống cà phê với mấy anh em chú bác ở trong làng, nói chung là ba con với nhau hết, rồi gặp ai cũng nói chuyện nói tiếng Huế, cho nên là người ta rất là thích, cứ ngày nào cũng gọi đi uống cà phê hết trơn á. Và ông nói chuyện tâm sam tâm lạp, người Huế gọi là tâm sam tâm lạp, ông nói ơi là ông nói, cho nên là ai cũng cười hết. I think that may be the Citadel. I don't know. Oh, that's a church. Oh, really? Let's go in. Visit tour. Where are you going? Watching our bike. Vợ chồng mình đi ngang nhà thờ Phục Cám. Đi ngang nhà thờ Phục Cám ở Huế, cho nên ghé vào thăm chùa. Đèn cũng rất là đẹp nha. Nhưng mà cái đèn trên này nó không có sáng, chắc có lẽ nó bị cháy hay sao thôi. Có vài cái sáng thôi à. Nhà thờ Phục Cám lớn ghê luôn á. Đây là chỗ đầu xe nè. Đây là cả nhà thờ ở phía ngoài nè. Tháp cao ha. Các bạn trẻ làm những hoạt động gì đây? Đây có cái altar cho chùa nè. Rất là đẹp ha. Đẹp chưa? Và từ góc này thì nhìn vào đây là nhà thờ nè, nhà thờ Phục Cám đây mọi người ơi. Nhà thờ này mình nghĩ là lớn nhất Huế rồi đây. Ở đây quá đẹp mà mình muốn đứng mình có chụp ảnh quay phim hoài luôn mọi người ơi. Wow, người nào tận trang ơi, người nào trang hoa chỗ này để chụp ảnh từ sướng về chùa là quá tuyệt vời luôn. Mình nhớ tới chùa.
Mấy cây hoa cúc này cũng đẹp nè. Rồi cái cây hoa mai này cũng rất là đẹp nè. Có treo lông đen đỏ nó quá đẹp luôn. Wow, đúng nở đúng mùa xuân đẹp quá mai ơi. Bên đây có một cái mai cũng rất là đẹp nè. Ai cũng hoa cho nhà thơ quá đẹp. Có người thắp hương cho chùa nè nè. Ai vì chùa nhân từ cứu rồi chúng sanh, cứu rồi cả con. Có chùa. Ở đây có văn nghệ vui chưa mọi người ơi. Thiên chùa là mùa xuân. Bên đây hình như người ta đang nở bánh trưng. Chú, này nở bánh trưng hả chú? Chú, nở bánh trưng à? Bên đây có cái cục đẹp ghế chưa mọi người ơi. Chụp ảnh rất là đẹp ha. Video khám phá Huế về đêm đến đây là hết rồi nha mọi người. Mọi người thích video thì nhớ bấm like, đăng ký, chia sẻ video giúp vợ chồng mình với nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và một lần nữa vợ chồng mình chúc tất cả khán giả kênh Chung Tay Vợ Việc một năm mới thật là an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe ha. Chào mọi người nha.